Chừng nào xong việc anh về anh rước em nha. Mà nè, đừng hồi xưng hô vậy nữa, kêu bằng anh yêu đi ha. À, vậy đi. Trời, ông là ma hả ông? Ông vô ông không cho hay làm hết hồn à? Dạ con xin lỗi bà. Ơi, có chuyện gì mà hôm nay sao con thấy bà có vẻ vui quá vậy? Nhiều chuyện. Chuyện gì? À dạ, bà ký quyết toán cái này giùm con. Ừ. Hồi đó không biết hai người sao lại gặp nhau ta. Gặp ai? Dạ thì cô Liễu á. Có phải là trước khi mình giao thực phẩm cho trường thì ba với cổ mới quen nhau phải không? Quen nhau cái gì? Mà nếu là tình yêu sét đánh thì sao? Hả? Ba ăn cơm trước kẻn luôn. Tao phóng cái chiếc trong miệng bây giờ. Nó bẩn nó bả. Con có ý đó. Ôi cái đó nói chung là duyên số con ơi. Đưa đẩy duyên số thôi. Không phải tình yêu sét đánh như là ông kể đâu. Thôi mà bà, tự nhiên người đem kể cái chuyện mình cho nó nghe. Chuyện vui thì kể chứ sao. Nhưng mà rốt cuộc sao hai người quen nhau vậy? Thật ra lúc trước đó, ở trường có một cô giáo tên là Thu, dạy về môn sinh. Rồi ba con quen với cô Thu đó. Trời đất ơi, vậy té ra là ba thích cô giáo Thu trước hả? Không kể nữa nghe. Chuyện có hay không gì đâu kể. Rồi sao nữa cô? Ô, để cho, để tôi dạ, để anh tôi giúp cô. Dạ vâng ạ. Bắt chó. May quá có anh giúp, cảm ơn anh. Có cái gì đâu. Dạ. Để tôi hết, để tôi nghe. Cái này của chị. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cho em xin ly nước. Sorry. Cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ thì anh cứ coi theo hợp đồng mà anh tiến hành ha. Làm sao ráng là cố gắng đảm bảo mà cái chất lượng mà vệ sinh an toàn thực phẩm cho tôi nha. Hiền chi. Những cái đó là tôi đảm bảo. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Chắc chắn yên tâm. Giám đốc công ty cung cấp thực phẩm mà bây giờ ngồi đây ăn mì gói, thật là khó coi quá. Bị gì hẹn đi ăn với Thu cho nên tôi nhịn đó từ sáng giờ đó. Ôi trời, anh đã ăn hết phần của anh rồi à? Ừ. Vậy anh ăn của em đi này. Vệ sinh thật lễ nha. Dạ. Để em. Ghê. Không kể nữa, chấm dứt ở đây. Sao giờ ba đang gây cấn mà? Nhiều chuyện quá. Cơm nguội hết rồi, đi ăn cơm. Lát nữa mẹ kể cho nghe. Nhớ nha mẹ. Không ngờ ba ghê thiệt. Nhiều chuyện quá. Dạ, con mời cô chú vô ăn cơm ạ. Chú ăn cơm nghe kể chuyện. Dạ, con chào mẹ. Chào con. Mẹ tới đây có chuyện gì không mẹ? Ba con mẹ hẹn mẹ đi ăn trưa nên mẹ đến đây chờ đó. Ủa dạ, vậy ba con đâu rồi mẹ? Nghe nói là đi tiếp khách nước ngoài thì phải. Vậy thì tốt quá. Mẹ, bây giờ mẹ kể tiếp con nghe câu chuyện ngày hôm qua đi. Ủa, con không đi làm việc sao? Dạ, công ty này con là người rảnh nhất, đâu có việc gì đâu làm. Mẹ kể đi con nghe. Bạn bè kiểu gì mà lại giấu tôi chuyện này chứ? Xin lỗi bà nha. Tôi cũng tính nói, nhưng mà ngại. Thôi đi, không cần phải xin lỗi tôi đâu. Chỉ sợ là chuyện này mọi người biết được á thì sẽ có chuyện đó. Cho nên cũng mong cô bỏ qua cho. Với lại xin cô giữ bí mật giùm tụi tôi. Vì vậy mới mời tôi đi ăn để hối lộ chứ gì. Không, hối lộ cái gì đâu, to tát quá. Xin mời cô. Ăn đi bà.
Thôi, mình về chứ hả? Ừ, mời cô. Anh, hình như là đi lố đường quẹo nhà Liễu rồi thì phải. Ủa, vậy hả? À, vậy thôi, anh cứ để tôi xuống đây, tôi tự đi taxi về nhà cũng được mà. Vậy làm phiền Liễu nha. Ô, trời tối rồi, làm vậy có sao được. Hay là vậy đi, hay là Liễu với lại chúng tôi về nhà Thu rồi sau đó tôi đưa cô về ha. Trời ơi, giờ này còn nhiều taxi lắm mà anh. Ờ, nghe Thu nói là cô Liễu với Thu ngày xưa là bạn thời đại học. Ông biết lúc đó là tính tình của Thu sao ha. Thu vốn xinh đẹp, cho nên có rất là nhiều người theo đuổi. Có lẽ là vì vậy, cô ấy có rất là nhiều mối tình. Có rất nhiều mối tình à, phải à, nhưng không có mối tình nào sâu đậm đâu à, lâu lâu thì thỉnh thoảng cũng có nhiều người phao tin rằng cô bắt cá hai tay hoặc là yêu hết người này rồi đến người khác. Bắt cá hai tay à, phải à, có lẽ là do cô quá nổi tiếng cho nên đành phải gánh chịu những tin đồn thất thiệt đó thôi mà. Vậy thì cô Liễu có bắt cá hai tay không? Ôi trời, tôi có xinh đẹp gì đâu mà người ta theo đuổi tôi chứ. Thậm chí tôi còn chưa có mối tình nào dắt dai nữa là. Ngày nào tôi cũng phải thử thử đi về nhà một mình đó. À, vậy hả? Không biết là cô Liễu xài dầu gội đầu gì mà thơm quá. Ủa coi thằng này. Mày. Con vô đây làm chi? Dạ, con đang nghe mẹ kể dang dở câu chuyện ngày hôm qua. Công chuyện đăng đăng đê đê không chịu làm. Thôi ra ngoài kiếm chuyện làm, mau lên. À, dạ, để con ra ngoài con ráng kiếm chuyện con làm, con đi nha. Ừ. Mẹ, về nhà nhớ kể con nghe tiếp nha. Dạ con đi. Thằng nhiều chuyện dễ sợ vậy đó. Em cái gì vậy? Mẹ đâu rồi? Trong phòng á. Trong phòng á? Có chuyện gì vậy? Đừng tới khúc cao trào, anh phải nghe tiếp đi. Nhiều chuyện thiệt chứ. Ra ngoài. Con xin lỗi nha. À, thôi, có gì đâu mà xin lỗi. Lúc đó mẹ cũng có lỗi mà. Vậy là mẹ không có giận con đúng không mẹ? Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi. Mẹ kể tiếp cái câu chuyện còn dang dở cho con nghe đi. Thằng này thiệt à? Đúng là bác Tám thiệt mà. Mẹ biết tính con mà. Vậy câu chuyện còn lại là sao mẹ kể cho con nghe nha. Hai người chịu khó mình đi bộ một chút ha. Bị nhà hàng cũng gần đây thôi. Mà coi như xe đậu thì hơi xa chút. Đâu có sao đâu anh. Đi bộ một chút cho nó đẹp dáng, sáng ra. Vậy hả? Tới nhà hàng rồi kìa. Trời ơi. Chạy xe cái gì? Mày chạy cái gì? Chịu gì vậy mày? Xe kiểu gì vậy? Trời ơi. Sao anh không đỡ em mà anh lại đỡ cổ? À, không, tại vì bất ngờ quá mà anh thuận tay trái nữa. Phải trái kiểu gì kỳ đó. Trời với dế đi nha. Không. Anh, sao anh không đỡ chị? Tôi nhớ là anh thuận tay phải mà. Bị gì cái bàn tay bên này á? Thích nắm cái bàn tay của bên ấy chứ không phải bàn tay của bên kia.
Trời ơi, y như là phim hài vậy á trời. Vậy là từ hài chi á, từ đó tới giờ ít khi nào con thấy cô Thu tới trường lắm luôn á. Phải, bởi vì cô Thu á đã được chuyển qua một trường khác rồi. Chuyển đâu mà chuyển, chẳng qua là nhờ ba với mẹ cho nên cô Thu mới làm sùm lên á thì có. Chuyện đó mà con còn nhớ nữa hả? Vậy chuyện đó là sao hả mẹ? Sự việc lần này liên quan đến khu đất ở nhà thể thao. Vì vậy cho nên Lệ Liễu, con cáo già, cô là đồ cáo già, tại sao cô làm vậy chứ thôi? Thu à, cô hãy bình tĩnh lại rồi hãy nói nha. Cô là đồ bỉ ổi, cô là đồ vô liêm sỉ, tại sao cô lại lừa dối tôi hả? Tại sao? Cô khùng hả? Đúng, tôi bị khùng cho nên mới để hai người quen biết nhau. Đáng lẽ tôi phải phát hiện ra từ cái hôm mà đi ăn mới đúng. Hai người tưởng hai người sẽ hạnh phúc lắm hay sao? Sập đổ người khác một cách chẳng chậm như vậy mà hạnh phúc sao? Đừng có mơ. Đúng là tình yêu xét đánh thiệt chứ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đàn. Ông có sao không? Không, tôi đang mơ giấc mộng dài. Cái ông đấy. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.